Chương thứ 16. Chúng tôi ngủ gần hết ngày đến đêm lại ra đi, theo sau một cái bè lớn dài như một đám rước. Bốn góc bè có bốn mái chèo to và dài, chúng tôi đoán bè phải chở đến 30-40 người. Trên bè lại có 5 cái lều to, giữa có một cái bếp lộ thiên, rồi ở mỗi đầu bè lại có một cột cờ thật cao. Trong cái bè này thật là oai, trên những bè lớn như thế, người chở bè hẳn phải giá trị lắm. Chúng tôi chèo đi và vẫn theo dòng sông tới một nơi mênh mông. Về đêm mây kéo lên cao và trời bắt đầu nóng nực. Sông rất rộng và hai bờ kín đặc những cây to. Nhìn dạng cây như chẳng thấy có chỗ nào ánh sáng mặt trời lọt qua được. Chúng tôi nói chuyện với nhau về Cairo. Không biết bao giờ mới đến và mới trông thấy Cairo được. Tôi bảo hình như sẽ không tới được đâu vì tôi nghe đồn ở đó chỉ có độ hơn chục căn nhà. Và nếu như ban đêm họ không thắp đèn lên thì làm sao chúng tôi biết rằng mình đi qua đó? Jim nói đến chỗ nào có hai con sông lớn gặp nhau là đúng. Nhưng tôi bảo có lẽ mình đi vòng đằng đầu một hòn đảo rồi quay lại con sông cũ hay sao ấy. Điều đó làm Jim lo lắng. Cả tôi nữa cũng thế. Cho nên vấn đề là bây giờ làm thế nào đây? Tôi bảo hễ cứ trông thấy ánh đèn là rẽ ngay vào bờ. Nói với người ta là bố tôi đi sau với một cái tàu buôn. Và vì là một người mới vào nghề nên không rõ Cairo còn bao xa. Jim cho đó là một ý kiến hay. Thế là chúng tôi hút thuốc ngồi chờ. Lúc này chẳng có việc gì làm mà chỉ chăm chú để ý tìm thị trấn cho khỏi nhỡ mình đi qua mà không thấy. Jim bảo chắc chắn là sẽ trông thấy, vì nếu trông thấy sẽ trở thành con người tự do, còn nếu không trông thấy thì sẽ lại phải sống trong một xứ nô lệ và không thể tìm thấy tự do. Bỗng lát sau hắn nhảy lên. Kìa, kìa! Nhưng không phải, đó chỉ là mai chơi hay đom đóm thôi. Rồi hắn lại ngồi xuống chăm chú nhìn như trước. Jim bảo rằng khi đã đến gần xứ tự do thì thấy người hắn run lên như sốt. Còn tôi thì có thể nói rằng điều đó làm tôi cũng run đến phát sốt lên khi nghe Jim nói như vậy. Vì tôi cũng đã bắt đầu cảm thấy trong đầu rằng hắn là người tự do nhất. Và cái đó là tại ai? Tại tôi chứ ai? Trong ý thức tôi không thể hiểu nổi cái đó như thế nào và vì sao nó làm tôi băn khoăn mãi mà không sao ngồi yên được. Không thể đứng im một chỗ. Trước kia có bao giờ tôi quen thuộc với ý nghĩ đó đâu. Mà bây giờ tôi lại nghĩ chính là cái đó. Bây giờ nó ám ảnh tôi, bám lấy tôi và ngày càng làm tôi bứt rứt. Tôi cố tự nhủ rằng đó không phải là lỗi của tôi vì không phải chính tôi làm cho Jim chạy trốn khỏi tay người chủ có quyền hành đối với hắn. Nhưng không làm thế nào được. Luôn ý thức vẫn tỉnh dậy và nói mày phải biết rằng Jim nó trốn đi là vì tự do mà mày không thể lên bờ. Nói với ai như thế? Thế đấy, tôi không có cách nào tránh được cái ý nghĩ ấy. Và chính chỗ đó là chỗ nó xuất hiện. Ý thức lại bảo tôi, cô Aston có làm gì mày đâu mà mày lại thản nhiên nhìn anh da đen của cô ấy bỏ trốn. Và mày không hề nói một lời nào như thế. Cái người đàn bà tội nghiệp ấy đối xử với mày thế nào mà mày lại xử tệ với người ta thế? Người ta dạy mày học hành, dạy mày ăn ở và đối đãi với mày đủ điều thế cơ mà. Tôi bỗng cảm thấy mình hèn quá, xấu xa quá. Chỉ muốn chết. Tôi buồn chồn đi đi lại lại trên bè tự sỉ mắng mình. Còn Jim cũng sốt ruột đi đi lại lại như tôi. Cả hai người chả ai giữ được im lặng. Chốc chốc hắn quay ngoắt người lại nói, Cairo kia kìa. Tiếng nói như phát đạn bắn xuyên qua người tôi. Và tôi nghĩ rằng nếu đó là Cairo thì có lẽ tôi sẽ chết một cách khốn khổ. Trong lúc tôi đang tự vấn mình thì Jim cứ luôn miệng nói to. Hắn nói rằng sau khi tới một xứ tự do thì việc đầu tiên hắn làm sẽ là đi gửi tiết kiệm, sẽ không bao giờ tiêu một đồng xu nhỏ. Đến khi nào đủ tiền hắn sẽ tậu người vợ hiện đang làm thuê cho ở một cái trại gần nơi cô Aston ở. Rồi cả hai vợ chồng sẽ làm lụng, tậu lấy hai đứa con. Nếu như chủ không chịu bán chúng nó thì sẽ nhờ một người đi cướp chúng nó về. Tôi nghe nói thế mà lạnh toát người. Từ xưa chưa bao giờ hắn dám nói đến những chuyện ấy. Cứ thử nhìn cái phút mà hắn cảm thấy trong người sắp được tự do, nó khác trước thế nào. Thật đúng như câu phương ngôn người ta nói, cho người da đen một tấc thì hắn sẽ đòi một thước. Tôi nghĩ cái này là do tôi không suy tính trước. Đây là một người da đen mà tôi đã giúp cho hắn trốn đi. Bây giờ hắn nhất quyết nói rằng sẽ đi cướp con hắn về. Con của ai tôi cũng không biết. Một người da đen chưa bao giờ làm gì hại tôi. Tôi rất tiếc thấy Jim nói như vậy. Thật là hèn quá.
ý thức của tôi trở lại, kích thích tôi thêm sôi sục. Cho đến khi tôi trả lời ý thức của tôi rằng, được, cứ để nó đấy cho tôi, bây giờ cũng chưa quá muộn. Nhìn thấy ánh đèn là tôi sẽ trèo ngay xuồng vào bờ và sẽ nói ra. Trả lời xong, tôi thấy dễ chịu, sung sướng, nhẹ như một chiếc lông bay bổng. Bao nhiêu những cái bứt rứt đều tiêu tan. Tôi quay ra chăm chú nhìn ánh đèn, trong bụng thầm vui. Lát sau có ánh sáng lóe lên, Jim hét. Yên chí rồi cậu Huck ơi, nhảy lên đi, nhảy lên đi. Đây đúng là Cairo của ta đây rồi, tôi biết lắm. Tôi nói, để tôi xuống lấy xuồng đi xem Jim ạ. Nhưng tôi không chắc đâu, Jim biết không? Hắn chạy ra sửa soạn chiếc xuồng, cởi bỏ cái áo cũ của hắn lót xuống cho tôi ngồi, rồi đưa mái chèo cho tôi. Tôi vừa đi hai mới nói với theo. Chẳng mấy chốc tôi sẽ được hét lên vì vui sướng và tôi sẽ nói, tất cả là nhờ cậu Húc ạ. Tôi là người tự do và nếu như không có Húc thì tôi không thể nào tự do. Chính Húc đã tạo ra cái tự do đó cho tôi. Jim, tôi sẽ không bao giờ quên cậu Húc. Cậu là người bạn tốt nhất mà Jim chưa có bao giờ. Và bây giờ đây cậu là người bạn duy nhất của Jim. Tôi trèo xuồng đi, nóng ruột muốn đem chuyện này nói ra. Nhưng khi nghe hắn nói những lời ấy thì hình như ruột gan tôi bị bật cả ra ngoài. Tôi chậm chạp trèo đi và tôi không tin rằng tôi vui lòng hay không vui lòng mà đi đây. Cách xa độ dăm chục thước, Jim lại nói, cậu chính thật là cậu Húc. Cậu là người da trắng duy nhất đã giữ lời hứa với Jim đấy. Tôi cảm thấy đau lòng, nhưng tôi lại tự nhủ, phải làm việc đó, không thể dừng được. Ngay lúc đó có một chiếc thuyền chở hai người đi tới, tay cầm súng. Họ dừng lại, tôi cũng dừng lại. Một người hỏi, cái gì đằng kia? Tôi đáp, bè đấy. Mày có thuộc về cái bè đó không? Dạ có. Có người nào trên đó không? Dạ có một người. Có 5 tên da đen vừa chạy trốn về phía ở trên kia, ở chỗ đầu sông. Cái người của mày da trắng hay da đen? Tôi không trả lời được ngay. Tôi định trả lời nhưng không nói ra. Trong 1-2 giây tôi lúng túng chẳng ra thế nào. Không ra người nữa, không có cái gan của một con thỏ. Tôi thấy mình đã yếu mềm quá. Tôi đành thôi không dám nghĩ đến như lúc nãy nữa và nói, da trắng. Để chúng ta tự đi xem. Tôi nói, vâng, mời các ông đi xem, vì đó là bố tôi đang ở trên đấy. Và có lẽ nhờ các ông đẩy giúp cái bè lên chỗ có ánh đèn. Ông ấy ốm, cả mẹ tôi và cô Mary Ann cũng vậy. Ồ, quỷ quái, chúng ta còn đang vội đây. Nhưng có lẽ ta cũng nên giúp một tí. Đây, cầm lấy mái chèo đi. Tôi cầm mái chèo đẩy thuyền đi. Họ cũng đi. Chèo được 3 nhát tôi nói, bố tôi sẽ cảm ơn các ông lắm, nhờ ai giúp để đẩy vào bờ và họ cũng đều bỏ đi. Cả mình tôi thì không làm được. Ôi cái đó bao giờ cũng vậy, thật là tệ. Này chú bé, bố mày ốm thế nào? Cũng chẳng có gì nguy lắm. Họ dừng tay, chỉ còn một quãng ngắn nữa là đến bè. Một người nói, bé con, mày nói dối, bố mày làm sao, trả lời cho thật, không thì đừng trách tao. Vâng, tôi thưa ông, tôi nói thật, nhưng xin các ông đừng bỏ chúng tôi, vì là các ông ơi, các ông đi trước đi, để tôi đi sau rồi tôi vứt cái đầu dây cho các ông chớ lại gần bè, xin chớ. Lùi thuyền lại, John, lùi thuyền lại, một người nói. Họ chèo thuyền lùi lại, tránh xa ra bé con, tránh sang bên kia, mau lên đồ con khỉ. Không khéo gió lại thổi cái của ấy vào chúng tao rồi. Bố mày mắc bệnh đậu mùa, chắc hẳn là mày biết. Sao mày không nói ngay, mày muốn cho bệnh nó lan ra à? Tôi lắp bắp trả lời, không, không ạ, lúc trước tôi đã nói với mọi người rồi, họ làng đi, họ bỏ mặc chúng tôi. Khổ chưa, chắc có chuyện gì đó thôi, chúng ta thấy mày mà thương hại quá, nhưng chúng ta, thôi mặc kệ, không nói nữa, chúng ta không muốn bị lây bệnh đậu mùa, mày nghe không? Đây này, tao bảo đừng có lên bờ, mày lên bờ thì sẽ lây bệnh lung tung, hãy trèo xuống phía dưới kia độ 20 dặm, rồi sẽ đến một thị trấn ở bờ bên trái, lúc đó là sáng, và khi nào nhờ người ta cứu giúp thì phải nói rằng, người nằm trong đó bị sốt rét. Mày đừng có dại để cho người ta đoán bệnh đậu mùa, nghe không? Thôi bây giờ chúng ta sẽ giúp mày một việc. Mày cứ dọc theo đây xuôi thuyền xuống đó. Mày cũng là đứa bé ngoan đấy, không nên lên bờ. Chỗ có ánh đèn kia làm gì? Đấy chỉ là cái lán gỗ thôi. Này, có lẽ bố mày nghèo lắm phải không? Lão ta gặp nhiều chuyện rủi ro rồi. Đây này, ta để một đồng tiền 20 đô la bằng vàng trên miếng ván này. Nó trôi đến chỗ mày thì với tay sang mà lấy. Bỏ mặc mày thì tệ quá, nhưng mà lạy Chúa, tao sợ bị lây bệnh đậu mùa, mày hiểu không? Người đó lại hỏi, khoan đã Parker, mày để đồng tiền 20 đô la lên miếng ván đó hộ tôi. Thôi nào chú bé, cứ làm như ông Parker đã bảo mày thì yên chí. Đúng đấy. Thôi chào chú, chào chú. Nếu chú mày trông thấy tên da đen nào chạy trốn thì kêu người ta bắt lấy nó, như vậy cũng được tiền rồi. Tôi đáp,
Vâng, chào các ông. Nếu tôi thấy tên da đen nào, tôi sẽ không để cho nó chạy đâu. Họ đi rồi, tôi mới trở về bè cảm thấy mình xấu xa hèn hạ. Vì tôi biết rất rõ rằng mình đã làm một việc sai lầm. Tôi thấy rằng đối với tôi, nếu có học làm điều phải thì cũng đến vô ích thôi. Mọi người lúc bé không tập làm điều phải thì lớn lên cũng chẳng ra gì. Sau này gặp những lúc khó khăn sẽ chẳng có ai giúp đỡ hoặc cho ăn gì, lại có thể bị đánh đập. Tôi suy nghĩ một phút rồi tự nhủ, nếu như lúc nãy mình làm điều phải và đưa Jim ra, có phải bây giờ thấy dễ thở hơn không? Nhưng tôi lại nói không, nếu như thế mình sẽ thấy khổ tâm, bứt rứt, chính mình bây giờ đang bứt rứt này. Rồi tôi lại tự bảo, học làm điều phải để làm gì? Trong khi làm điều phải thì khổ tâm, làm điều trái thì không thấy phiền lòng, mà lợi lộc thì có phải là hai đằng cùng như nhau không? Tôi thấy bí, không trả lời được câu hỏi. Sau tôi nghĩ chẳng tội gì bận tâm về chuyện ấy nữa. Tuy thế nhưng về sau nó vẫn cứ luôn luôn quanh quẩn trong đầu óc. Tôi bước vào lều, Jim không có đấy. Tôi tìm quanh cũng không thấy. Tôi gọi Jim, tôi đây cậu Húc ơi. Họ đi xa chưa, cậu đừng nói to. Thì ra Jim núp ở dưới sông, dưới mái chèo đằng sau lái, chỉ thò cái mũi lên trên mặt nước. Tôi bảo hắn là họ đi xa rồi, hắn mới trèo lên. Jim nói, tôi nghe suốt cả câu chuyện, tôi mới luồn xuống sông định bơi vào bờ nếu như họ lên bè. Nhưng sau thấy họ đi rồi tôi lại quay lại. Nhưng làm thế nào mà đánh lừa được họ tài thế à cậu Húc? Giỏi thật đấy cậu ạ. Như thế là cậu lại cứu Jim một lần nữa. Jim không thể nào quên được cái đó đâu cậu Húc ạ. Rồi chúng tôi bàn với nhau về chuyện tiền. Thật là một món tiền lớn đấy chứ. Những 20 đô la. Jim bảo, bây giờ có thể lấy vé đi tàu thủy được, và số tiền đó đủ có thể đi đến tận những xứ tự do. Hắn bảo vài chục dặm thì đi bè cũng chả mấy, nhưng muốn đến nơi mau hơn nữa cơ. Đến lúc trời tảng sáng, chúng tôi buộc bè lại và Jim đi tìm chỗ giấu rất khéo. Rồi suốt ngày hắn cặm cụi buộc đồ đạc thành từng bọc, sẵn sàng để rời bỏ chiếc bè. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, chúng tôi nhằm phía có ánh đèn thị trấn ở bờ sông bên trái. Tôi xuống xuồng trèo ra hỏi thăm. Một chốc cũng gặp một người đi chiếc thuyền con ra sông để mắc dây câu. Tôi đến gần hỏi. Ông ơi, có phải chỗ thị trấn kia là Cairo không? Cairo nào? Ở đâu? Không, mày điên hay sao? Thế là cái gì hả ông? Nếu muốn biết thì đi đến đó mà hỏi. May mà còn ở đây quấy rầy tao, nửa phút nữa thôi thì đừng cho trách. Tôi quay trở về bè, Jim thất vọng vô cùng. Nhưng tôi bảo không sao, chỗ sắp tới có thể là Cairo. Chúng tôi đi qua một thị trấn khác trước khi trời sáng, và tôi lại mò ra ngoài. Nhưng chỗ này chỉ có núi, tôi không đi nữa. Jim bảo là ở Cairo không có đồi núi gì đâu. Tôi cũng quên mất. Ban ngày chúng tôi lại nghỉ ở một cái hốc ở bãi bên trái sông. Tôi bắt đầu thấy ngờ ngợ một cái gì. Jim cũng thấy thế, tôi nói. Hay có lẽ chúng mình đi qua Cairo trong cái đêm sương mù ấy rồi. Jim, đừng nói chuyện ấy nữa, cậu Húc. Những người da đen nghèo khổ chả lẽ không bao giờ gặp may mắn ư? Tôi vẫn nghĩ rằng cái da rắn lột ấy chưa đến lúc nó báo oán đâu. Giá như trước kia đừng nhìn vào cái da rắn ấy có phải tốt không Jim nhỉ? Tôi nghĩ giá như đừng nhìn vào nó thì hơn. Cái đó không phải lỗi ở cậu, cậu Húc ạ. Vì là cậu không biết thôi, cậu đừng tự trách mình thế. Trời sáng rõ, đây đúng là nước xanh của con sông Ohio chảy vào phía trong này và ngoài kia là bãi mấp đi. Thôi, thế là tong tất cả chuyện đi Cairo. Chúng tôi bàn tính với nhau mãi, lên bờ bây giờ thì không nên, đẩy bè đi ngược dòng thì cố nhiên là không đi được. Chẳng có cách nào khác, chỉ chờ đến đêm, xuống xuồng đi quay lại xem ra có gặp gì chăng. Thế là suốt ngày hôm đó chúng tôi ngủ trong rừng, lấy lại sức. Cho đến chập tối thì quay ra chỗ giấu bè thì thấy chiếc xuồng đã biến mất. Chúng tôi lặng người đi một lát không nói, chẳng còn biết nói gì. Cả hai đứa tôi đều hiểu rằng đây là cái da rắn nó báo oán, vậy thì còn nói đến nó làm gì? Lúc đó thật đúng như chúng tôi đã làm một cái gì tội lỗi, và tôi nghĩ rằng sẽ còn gặp chuyện rủi ro nữa đấy. Nghĩ mãi, cả hai đứa cứ đứng im hoài. Nhưng rồi lát sau, chúng tôi lại bàn tính với nhau xem nên làm thế nào. Và không tìm được cách nào hơn là cứ phải trèo bè đi xuôi nữa cho đến lúc nào may ra tậu được chiếc xuồng đã rồi mới quay trở vào. Chúng tôi không muốn đi mượn xuồng vì quanh đó chẳng có ai. Dạ bố tôi thì đã đi mượn rồi đấy, nhưng mượn cái kiểu như thế người ta sẽ biết và đuổi theo. Lúc trời đã tối, chúng tôi lại bò ra bè.
nhưng ai còn chưa tin rằng bó tay vào cái da rắn lột là một điều hết sức dại dột và sau đó cái da rắn nó sẽ báo hại thế nào, thì bây giờ cũng sẽ phải tin nếu như người ta thấy tình cảnh của tôi lúc này. Chỗ có thể mua xuồng được là chỉ gần nơi nào bờ sông, nhiều bè đóng tại đó, nhưng chúng tôi không thấy chỗ nào nhiều bè đóng lại cả, nên cứ phải tiếp tục đi đến hơn 3 tiếng đồng hồ. Đêm bắt đầu ngả sang màu xám mờ mờ và đó là dấu hiệu lại sắp có sương mù. Không thể nào nhìn rõ bờ sông, chỗ lồi, chỗ lõm và cũng không nhìn ra xa được nữa. Đêm đã khuya lắm và yên tĩnh. Lúc đó bỗng có chiếc tàu thủy đang đi ngược dòng lên phía trên. Chúng tôi thắp đèn lên và nghĩ rằng chiếc tàu thủy sẽ trông thấy mình. Nhưng tàu đi ngược dòng thường không bao giờ đi sát chúng tôi. Họ đi cách xa tận phía ngoài và theo những chỗ nào mà dòng nước ở bên dưới không chảy xiết lắm. Nhưng vào những đêm mù như thế này thì họ cứ đi thẳng tuột. Chúng tôi có thể nghe rõ tiếng lịch xịch nhưng không trông thấy rõ tàu thủy trước khi nó tới gần. Chiếc tàu như đang nhằm phía chúng tôi đi lên. Thường thường họ vẫn làm như thế để thử xem họ có thể đi sát tới mức nào và họ vẫn không chạm. Có khi cái guồng tàu của họ đập gãy mất một mái chèo của người ta rồi. Lúc đó anh lái tàu lại còn thò đầu ra cười, tưởng như vậy là hay lắm ấy. Chiếc tàu thủy tiến đến, chúng tôi bụng bảo dạ có lẽ nó định liếm mình đây, mà hình như nó không có vẻ gì là tránh ra cả. Chiếc tàu to lắm, đi nhanh nữa, trông như một đám mây đen to tua tủa những guồng và có những con đom đóm ở xung quanh. Nhưng rồi bất thình lình nó quặt ra, trông lù lù khủng khiếp, với một dãy cửa sáng lên trông như hàm răng lớn đỏ chót, với những guồng, những lái muốn ụp lên đầu chúng tôi. Có một tiếng thét gọi, một hồi chuông lắc vang lên để hãm máy. Những tiếng cầu nhàu chửi, tiếng máy rít, và vừa lúc Jim nhảy sang một bên tôi cũng nhảy sang một bên, thì chiếc guồng tàu đã quật thẳng vào cái bè của chúng tôi, vỡ tan. Tôi lao người xuống nước và lặn sâu xuống đáy sông. Vì chiếc guồng to đến 8-9 thước như thế có thể đập vào đầu mình chưa biết chừng. Và tôi cũng cần phải tránh cho thật xa. Tôi có thể lặn ở dưới nước đến 1 phút. Nhưng lần này tôi tưởng là mình đã ở dưới đáy nước đến 1 phút rưỡi. Rồi tôi vội ngoi lên trên mặt nước vì đã gần nghẹt thở. Tôi đưa tay lên nhay nhay cho nước ra khỏi lỗ mũi, xì xì mấy cái. Cố nhiên là ở chỗ này nước cuốn và chiếc tàu kia chỉ sau độ 10 giây lại chạy máy như thường. Vì có bao giờ họ thèm biết đến số phận những người đi trên thuyền bè ra sao? Lúc đó chiếc tàu lại lạch sạch đi, rồi mất hút trong đám sương mù. Mặc dầu tiếng máy vọng lại ô tô, tôi vẫn còn nghe thấy. Tôi lên tiếng gọi Jim đến hàng chục lần, nhưng không thấy trả lời. Sau đó tôi bám lấy một mảnh ván gần đó, rồi lấy chân đạp nước bơi vào bờ, đẩy mảnh ván đi trước. Nhưng tôi bỗng nhận ra dòng nước cuốn về phía bờ bên trái, nghĩa là tôi đang đi ngược, nên tôi lại phải quay lại bơi theo dòng nước chảy. Qua sông dài đến 2-3 dặm, xa lắc, phải lâu lắm mới qua được. Tôi vào đến bờ sông, yên ổn, rồi trèo lên bãi. Trước mặt chỉ thấy một con đường nhỏ, nhưng tôi cứ lò dò đi trên đám đất gồ ghề một quãng đến non nửa dặm. Đi ngang một tòa nhà xây kiểu cổ, có hai nếp, từ lúc nào mà không hay. Tôi định vượt lên, chạy qua đó, thì một đàn chó ở đâu nhảy ra, nhè tôi, sủa ầm lên. Tôi biết là lại sắp nguy nữa đây. BTC Now.